Why? Cracklin TV. Bớt nói chuyện lại nha. Dạ, vô tập cô Đông. Ok. Bớt nói chuyện lại nha. Hết rồi luôn. Như hai con cái hình gì đó là đi ruột đó. Thằng trên bao gì lãng không? Đâu phải yeah. Nó đang hửi. Cái gì vậy? Nó đang hửi gì vậy? Đầu bự. Cha, cái đó đầu bự hả? Ừ. Nghe cho đấy. Đầu bự giá nhiêu vậy? Rồi cái đỏ giá nhiêu lên hãng bán không kìa? Này đã nói cái đó một đồng hả? Bác ít chị nè, lại la giá đây nè. Bác cái dài dài đó kêu bác nha. Bút chụp hả? Lỡ cái bác cái dài bút chụp cho em nội ơi. Bốn chục chắc con mua được con cá đỏ nè. À, cái là bự con bác nhiêu? Hả? Hai ngàn, ba trăm con mua. Trời ơi, con mắc cái gì ai mua?